Sao giờ này mạng hay lag dã man ý, ức lắm. Ôi dồi ôi, hey nhô mọi người. Hàng hè nhá, hàng hè nhá. Quần bò với là váy bò cho em nhá. Cọc hàng nó to lắm rồi, nhưng thôi lai xin hốt rồi, biển đơn luôn á. Ôi trời ơi, hay nhô quá chị ơi. Không hiểu sao giờ này bụng em như nhìn như quả bóng quá nhờ. Giờ này người em béo lắm mọi người ạ. Giờ này không hiểu sao lại bị béo như thế. Thế nhưng mọi người 3 phút cho em đơn em nằm nghỉ tí không em, chắc em kiệt sức mất. Cực kỳ nhiều mã đẹp cho em. Em ơi, nhiều sách đẹp xuất sắc đấy thế. Lên tặng cho em này, tặng cho em hai cái áo lụa này mọi người ơi. Tặng cho em hai cái áo lụa này có bị ấy quá không nhỉ? Thế nhau mọi người, tặng cho em lên hàng hè cho em nhá. Xả nốt hàng hè cho em này, hàng hè còn một ít thôi nên em xả nốt cho mọi người. Hàng hè không còn nhiều đâu, hôm nay live stream một ít thôi mọi người ạ. Live stream còn một ít thôi, không còn nhiều đâu các chế. Nên em vào nốt cho em, phải nói thật sự là hàng hè nhà em bán thì quá xuất sắc rồi. Nhưng bởi vì sao, cái đợt vừa rồi em không để ý, em để cái hàng hè nó vào cái tưởng đi chơi hả bé chị Bích Ngọc ơi. Em xả hàng hè cho mọi người nhá. Vì sao nhỉ, em tưởng ở cái nghỉ này đẹp quá, là sao nhỉ, em tưởng là lên mang tặng cho em hai cái áo lụa hàng hè này nhá, rất đẹp này. Em tưởng là gì nhỉ, là hết rồi, em để trong cái lô gì nhỉ, lô hàng thu ấy. Thế là tưởng là hết rồi, thế thành ra là cứ nghĩ là hết rồi, đi hết rồi, lúc sau rót kho xong mới thấy trời ơi, rót kho xong mới thấy còn nguyên. Có nghĩa là nhá, ở trên của em là em để một cái giá rất là to, à nó gần như là một cái gác rất là to để hàng trên đấy. Thế là xong rồi kiểu như em để chồng mã lên ấy, ta có nghĩ là còn hàng thu, thế là xong, không nghĩ là còn hàng hè. Bán áo dây đi Quỳnh chị Tích Ngọc, trời ơi em tìm được em bán cho chế, bởi vì dây là em còn ít thôi ấy. Làm đây này, tặng cho em hai cái áo lụa Quảng Châu này, rất đẹp nhá mọi người nhá. Áo này nó giống như áo mọi người mặc với chân váy cũng rất là xinh này, rất là đẹp luôn này. Áo lụa nhá, nó là lụa mọi người nhá, lụa Quảng Châu rất là mềm luôn này. Comment của em chia sẻ livestream cho em, chia sẻ 10 lần cho em này để em tặng cho mọi người áo lụa này nhá. Chia sẻ 10 lần cho em này, sau đó em sẽ bán combo hè, bởi vì thực ra là cũng không còn nhiều nữa. Nên thành ra là em sẽ bán cho mọi người gọi là cũng nhanh nhanh thôi. Váy maxi maxi các thứ này, váy nhũ, váy nhớ các thứ này rất là xinh nhá. Anh ơi, bút của em bắt đầu này anh ơi. Đây, chốt cho em hai mã tặng này, tặng cho em này, tặng cho em cái áo lụa này hàng Quảng Châu mọi người nhá, tặng cho em hai cái luôn. Ừ, em ơi chị Săn Sai Nguyễn ơi, có thấy chị Săn Sai Nguyễn nè, lên cho em 30 phút cho các tình yêu đủ đơn nhá mọi người nhá. Lên 30 phút cho em mọi người, chia sẻ livestream cho em này, tặng tặng cho em. Trời ơi, tặng cho em á chế, tặng cho em nhá. Anh ơi mang cái váy làm xoăn về cho em mai, em làm xoăn nhé. Kìa. Tặng cho em, chốt tặng cho em á chế, chia sẻ livestream cho em tình yêu. Áo lụa Quảng Châu nhá mọi người nhá, hàng mác Quảng Châu dịn luôn, không phải là hàng lụa vớ vẩn mọi người ạ. Không phải là lụa phi bóng cái thứ này kia đâu, nên mọi người cứ yên tâm mà mua nhá. Đây. Ok, chốt cho em tặng chị Trịnh Phượng cho em này, chia sẻ 10 lần này. Tính là chia sẻ 10 lần, comment 10 lần giúp em này. Anh ơi, tắt hộ em cái quạt đi, cái không lạnh lắm. Đây. Em ơi, toàn mã hot thôi. Trời ơi, cái hàng hè mọi người đã biết rồi này. Toàn hàng gọi là siêu phẩm luôn đấy. Đây này, cái áo này dáng dây này, áo dáng crop top đẹp xuất sắc, có cúp ngực này. Ok, chốt tặng cho em mọi người ơi, chốt tặng cho em đi, tặng cho em này. Chốt tặng cho em rất đẹp luôn, hôm nay lên sale hết cho mọi người hàng hè luôn này. Toàn hàng nhũ hàng nhất các thứ này, toàn bộ combo rất là hot. Ok, chốt tặng cho em, có thấy chị Thỏ Nâu này, có thấy Trần Nguyễn Thị Thanh nhá. Chia sẻ lên 100 livestream cho 100 lượt xem là em tặng cho mọi người luôn rồi. Lượt xem rất đơn giản luôn mọi người. Ok, chốt tặng cho em chị Huệ Phùng này. Chốt tặng cho em chị Huệ Phùng là hết này. Ok, chốt tặng chị Huệ Phùng cho em là hết mọi người nhá. Tặng cho em này, lên cho em một mã đầu tiên này. Hôm nay xả ngày cho mọi người, xả rất là rẻ luôn nên mọi người chia sẻ lên cho em. Trời ơi, cái áo này buộc dây phải gọi là hàng cao cấp luôn mọi người, nhìn này. Hàng buộc dây, hàng crop top này rất đẹp này. Thôi cái mã này em rất là mặc luôn đây, bởi vì chất xinh lắm mọi người ạ. Cái mã này rất là mặc luôn đó mọi người, mặc với chân váy bò ha, được không ha? Cái này ha, đằng sau lưng bụng nơ. Được không nhỏ, cái mã này mặc với chân váy bò có bị kịch không? Trời ơi, phải gọi là siêu xinh ý mọi người ạ. Cái này rất là đẹp này, áo nhũ hàng Quảng Châu cho em. Trời, áo này đẹp luôn á, giữ là mặc luôn ha. Nào lên đồ đây mọi người, lên cho em một combo cho em này. Đây chân váy, chân miếng, thứ hết ở đây luôn này. Ủa, áo này đẹp thế. Còn sót 3 cái này cho em này. Đây còn sót hàng hè, toàn bộ là hàng mọi người mặc thu ok cho em nhé. Chia sẻ livestream cho em. Lên mã này mã bao nhiêu đây anh nhỉ? Mã này mã bao nhiêu đây ạ? Mã này vừa bán vừa tặng cho em này. Cái này bán cho em 25.000 một cái này, rất đẹp luôn này. Mọi người nhìn đúng không ạ? Nhìn cái túi zip của em này, 25.000 một cái cho em. Chia sẻ lên cho em nhé. Chia sẻ lên cho em mã bao nhiêu ạ? Mã 80 cho em ạ. 25.000 một cái này, còn sót 3 cái bán nốt cho mọi người luôn. 25.000 một cái cho em, mã này bao nhiêu đây ạ? Đây. Đâu? Ờ ha. Đâu có thấy đâu, ở đây. Còn 4 cái bán nốt cho em 25.000 một cái này, quá rẻ luôn, hàng mình với hình Mickey này. Đây.
chị này cứ đang bán lại giữ lại. Áo hình Mickey rất đẹp đấy. À hình mình tuyết này bao nhiêu đây? 25.000 thôi. Eo ơi thế luôn, cái chất này mùa mặc mùa thu cực kỳ xinh luôn. Chia sẻ lên cho em nha, chia sẻ lên cho em, chia sẻ 5 lần cho em lại bán cho em 25.000 này. Nếu em là chia sẻ mới có giá đấy nhá. Tình yêu ơi, còn không chia sẻ không bao giờ luôn. 01 chốt cho em này, bao nhiêu nhỉ? 01 mã 80 cho em này. Ok này, Hồng Anh Ngô có hàng này. Xinh lắm luôn mọi người, Hồng Anh Ngô cho em này. 25.000 này, ok này. 80 chốt cho em này, Winnie Sunny này, mã này rất là xinh luôn. Winnie Sunny cho em này 25.000 này. Mã 80 chốt cho em vịt bầu này. Vịt bầu cho em này, 25.000 này, ok này. 80 chốt cho em thu đỗ này. 80 thu đỗ cho em này. 80 của một người nữa cho em này. 80 của một người nữa cho em này. Thanh Vũ cho em có hàng này. 80 Thanh Vũ có hàng cho em này. 80 Thanh Vũ cho em có hàng này. 80 Thanh Vũ cho em 25.000 này. Ok, rất xinh cho em lên cái áo này. Cái mã này mọi người nhanh tay nhá, cũng xả cho em luôn, giá gốc luôn này. Mã này rất là đẹp này. Vừa nãy chiều bán bao nhiêu này, nó là hàng váy ngủ nha mọi người, chất siêu phê luôn. Mùa này mọi người mặc cũng rất là đẹp rồi nhá, nên là em sẽ bán cho mọi người một cái giá sốc luôn này, hàng hãng luôn này. Mác xịn, váy ngủ này là hàng mác xịn cho em nhá, bởi vì em xả hàng này là giá quá sốc rồi. Thế nên là mọi người chia sẻ lên cho em nhá. Đây, váy đẹp lắm luôn. Nó là hàng dáng váy mỏng thôi nhưng mà cái hàng hãng của nó mọi người giặt máy giặt rất đẹp, nhìn của em cái mác này. Cái váy nào của nó mác nó cũng như này nha mọi người nhá. Hàng này hàng hãng luôn này, rất đẹp, rất đẹp, váy dáng mỏng thôi mọi người nhá. Váy này bán cho em 35.000, không bao giờ bán lại nữa đâu mọi người ạ. Hôm nay không biết em bán bao nhiêu tiền đâu ạ. 35.000 cho em này. Em xả nốt có một ít hàng hè thôi, em xả nốt bởi vì thực ra là em bị lẫn kho cho nên hôm nay nó là dáng váy nhá mọi người nhá. Xinh lắm luôn mọi người ạ, nhìn này. Eo ơi, nó là dáng váy đến gối nhá mọi người nhá. Siêu xinh luôn, hàng hãng này, dáng váy luôn, mặc cực kỳ nhẹ luôn cho em. 35.000 cho em, áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream cho em nha. 35.000 cho em này. Mã này 35.000 cho em này. Mã bao nhiêu đây? Đẹp lắm luôn này. 81 cho em, mã 81 cho em 35.000 nhá. 81 cho em này. Winnie Sunny cho em này. 35.000 một cái váy này, mát xịn luôn này. 81 cho em này, Thanh Vũ có hàng này. Chất rất đẹp, hàng dáng mỏng mọi người nhá. 35.000 cho em này, ok này. 81 chốt cho em này. Dương Nguyên cho em có hàng này. Màu này xinh lắm luôn, Dương Nguyên cho em này. 35.000 này, ok này. 81 Huệ Phùng cho em này. Huệ Phùng cho em này. Xả cho các chị luôn chứ còn lỗ luôn. Mã này 81 chốt cho em này. Rất đẹp, 35.000 này. Nhi Binky này, mã này cực kỳ xinh, dáng mỏng người mặc đi ngủ cũng đẹp nhá. 81 chốt cho em này, 35.000 một cái nhá. 35.000 một cái cho em này. 81 35.000 cho em này. Còn một cái nữa. Còn một cái nữa. Ok, 81 An Nhiên Nguyễn cho em này, hàng hãng luôn mọi người nhá. 81 cho em An Nhiên Nguyễn này. 81 cho em An Nhiên Nguyễn này. An Nhiên Nguyễn cho em này. 35.000 mọi người ơi, 35.000 ok, lên cho em một cái chân váy nữa này. Thực ra cái chân váy này size của nó không to nhá, em mặc là vừa, cái chế mặc là vừa luôn này. Cái chân váy này em nói thật mọi người luôn, quá xuất sắc, nó là dáng dạ mỏng mọi người ạ. Chân váy dáng dạ mỏng có cúc này. Size của nó cũng không bị to lắm đâu mọi người nhá. Cái size này em để em lọc size cho mọi người này. Có những chân váy size to thì em sẽ để riêng cho mọi người nha. Nói chung là em nói luôn là cái chân váy này là size to nên em mới xả cho mọi người, giá này cũng 35.000 cho em luôn. Cái chân váy là size to, có nghĩa là có những cái size to nên là mọi người về mọi người chắc chắn phải sửa cho em. Đấy, em nói thật luôn, nếu như mọi người mà chị nào to thì không nói, nhưng mà chị nào mà kiểu như nhỏ nhỏ ấy mà mọi người muốn cái kiểu chân váy thì mọi người về mọi người chỉ việc sửa cho em là mọi người về để mọi người vào cho em cái chun này. Chun mọi người chỉ việc vào chun một tí nữa thôi là nó đã đẹp rồi này, bởi vì chân váy nó rất đẹp luôn này. Mọi người đem đi sửa cho em, bởi vì cái chân váy hàng cúc mà dáng dạ mỏng bán cho em 35.000 một cái chân váy rất đẹp. Có túi các thứ này kia này, mã này 35.000 cho em, em nói luôn là form dáng rộng. Nếu như mọi người mua về mọi người sửa cho em nhẹ một tí thôi em mới bán 35.000, rất đẹp luôn. Cái chân váy này không đẹp không lấy tiền cho em này. Còn mấy chiếc cho em, 82 cho em 35.000 đúng không? 82 cho em này, 35.000 cho em này, ok này. Chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em nhé, chân váy. Ok, chị Thu nếu có chân váy này, Ngọc Huyền cho em này. 35.000 đẹp lắm luôn này. 82 chốt cho em này, Thùy Dương có hàng này. 82 Ngọc Thân này. 82 Thùy Dương cho em này. Em nói luôn bởi vì em xả rất là rẻ rồi, mà em xả lỗ luôn nè. 35.000 chân váy dạ nhẹ nhá. 82 Ngọc Hân này. Ngọc Hân cho em này. Ngọc Hân cho em này. 35.000 ok này. 82 Nguyễn Ngân Khánh cho em này. Đẹp xuất sắc luôn ạ. Nguyễn Ngân Khánh cho em này. Váy này mọi người mặc đi sửa nhẹ một tí là ok ạ. Nguyễn Ngân Khánh cho em này. 35.000 này ok. 82 Winnie Sunny này. 82 này. Winnie Sunny này. 35.000 ok này. 82 chốt cho em Thu Quỳnh Nguyễn này. Đẹp lắm mọi người ạ, Thu Quỳnh Nguyễn này. Chân váy dáng cúc mọi người nhá, Thu Quỳnh Nguyễn cho em này. 35.000 này ok này. 82 chốt cho em là Giang Trà này. Giang Trà cho em này. 35.000 này ok này. 82 chốt cho em là Huệ Phùng này. Mã này thực sự mọi người không lấy hơi phí bởi vì cái cọc chân váy này là xong rồi hết luôn. Nó là dáng dạ mỏng, mặc mùa này rất xinh và dáng cúc, em nói thật mọi người luôn.
Không phải là nói để ấy đâu mà mã này em phải bán được 560 chiếc rồi ạ. Chất rất đẹp này, 82 Nisukavu có hàng này. Cái này luôn này, form này luôn này. 82 Nisukavu cho em này, còn một người cuối cùng với em hết này. Xả rất rẻ này. 82 đây rồi, thì em mặc cho mọi người xem mã này, Nisukavu cho em này. 35.000 đây rồi, em mặc cho mọi người xem cái này. Hàng đi 50 ký vừa. 50 ký vừa. 50 ký đây, cái mã này. Nếu mà rộng thì mọi người về nhớ em là sửa nhẹ cho em một tí thôi, bởi vì cái dáng của nó đang sau dáng rộng ấy. Dáng rộng. Cái này 50 ký là rộng nhá hàng ly. Hàng ly nếu chấp nhận về sửa thì là hàng ly sửa cho em, còn nếu không để cho bạn khác, bởi vì sao em nói luôn là các chị chấp nhận sửa em, mọi người về mọi người bo hộ em và hai cái này ở đây này là ok này, chân váy rất đẹp này. Hàng cúc ở đây mọi người nhá, có túi này. Hàng chân váy dài cho em này. Đấy. 62 cho em form dáng rộng nhá. Mã này mọi người mặc rất rộng, bởi vì sao em nói luôn là cái mã này em bán rẻ, bởi vì sao nó là em bán 35.000. Cái chân váy này bình thường là bán 150.000, em bán 35.000 với chân váy này. Em ai mà ra shop mua thì mọi người sờ chất, mọi người mê luôn. Đấy, nên là áo len còn chứ không anh ơi. Mã 82 cho em 35.000 này. Ok, Thùy Dương á. 82 cho em này, 35.000 nên mọi người sửa cho em, sửa nhẹ một tí là ok. 82 cho em, Thùy Dương có rồi, còn một người nữa này, chốt cho em này, 82 cho em. Hello chị Trang Quỳnh ơi, có như đây tình yêu nè. Trời ơi, còn hôm em biển comment ý, mọi người ơi, em biển comment khổ lắm luôn ý. 82 chốt cho em Thanh Vũ có hàng này. Thanh Vũ chốt 82 chưa nhỉ? Ok, 82 Thanh Vũ cho em là hết cho em này. Đẹp xuất sắc luôn này, lên cho em một cái set nữa này. Cái set này cũng em cũng không biết làm. Đây, trời ơi, đúng là hàng cao cấp thật đây này. Cái set đó là form dáng rộng cho em mọi người nhá. Đẹp xuất sắc, cái này là hàng hãng cho em đấy mọi người ạ. Đây hàng hãng này. Mọi người nhìn cái kiểu váy mọi người biết nó hàng rất đẹp này. Cái dây của nó mọi người có thể chỉnh được nhá. Cái này ưu tiên tình yêu 60 cân này, bán cho em giá này 68.000 luôn. Cái váy này rất đẹp, cực kỳ cao cấp luôn. Nó là form to thôi. Đây, cực kỳ xinh này, cái váy này tầm khoảng 60 cân chị Nisukavu mặc ok không này. Mọi người mặc thêm cái quây ren nữa này. Váy này mặc nó là hàng cao cấp nhá mọi người nhá, hàng hãng luôn này. Cực kỳ xinh luôn, và đây cho em là váy này thực sự là hàng của nó, hàng đẹp luôn này. Bên trong có lớp lót và hàng cao cấp luôn. Và này chị Nisukavu có lấy không, em để chế 68.000 luôn này. Mã 83 đúng không? Form dáng rộng nha mọi người ơi, 83 này. Ok Nhi Binky mua tặng này. Ok đẹp lắm luôn ạ. 83 cho em này. Mã này cao cấp luôn, Nhi đó Binky cho em này. 68.000 thôi ạ. Ok hết cho em mã này. Đây, combo cho em vừa bán vừa tặng cho em luôn. Đây này. Cho em là một cái áo này nhá. Áo này là vạt trên vạt dưới màu đen rất xinh này. Một quần cho em này, 100.000 ba cái cho em nhá. Bán cho em này, quần này là quần Quảng Châu rất là xinh này. Quần này mọi người mặc tầm khoảng độ size S cho em. Combo này size S cho em này, một cái quần cho em này. Quần này là quần, nói chung là nó không phải là quần co giãn, nó là quần đứng form mọi người nhá. 100.000 ba cái cho em luôn này. Đây, đây cái áo này nữa cho em này. 100.000 ba cái cho em, 84 cho em này. Ừ, váy đẹp mà, váy đẹp lắm luôn. Nhi Minh Chi có rồi. Mã 84 cho em 100.000 ba cái này, thêm cái áo dây hàng Quảng Châu này. 84 cho em này, 100.000 ba cái luôn này, một cái áo dây chất đũi rất đẹp này, mã 84 cho em này. Size S cho em nhá, tầm khoảng 45 cân mặc ok này. 45 cân mặc ok cho em mã 84 này, thỏ nâu ơi, có cái thỏ nâu nhá. Mã 84 cho em ok, Thùy Dương có hàng này. Thùy Dương cho em này 100.000 ba cái luôn này. Ok, mã 84 cho em này. Đây trời ơi, ai mà gom cái đơn này đây. Đẹp như thế này, ôi giời ơi. Chân váy này, nó là chân váy ren nha mọi người nhá, chân váy ren cho em này. Ren đều nổi này, chân váy ren nổi này. Chân váy ren nổi cho em này, rất đẹp luôn này. Mã 85 cho em này. Trịnh Thị Loan để váy to cho mình dồn di lê. Trịnh Thị Loan có di lê à? Như có đơn trước, đơn qua. Thế thì anh để cho chị, anh cứ ghi là Trịnh Thị Loan đi. Trịnh Thị Loan một cái chân váy kẻ to 35.000 ấy. Thì kiểu gì để xem. Ờ đây. Combo này rất đẹp này, cũng 100.000 ba cái cho em luôn này. Vừa bán vừa tặng mọi người đấy mọi người, em thề mọi người luôn này. Combo này mà không đẹp em không lấy tiền luôn này. Eo ơi, cái mã này phải gọi là xuất sắc luôn đấy. Đây, chia sẻ lên cho em này. Thực sự cái combo này em bán là lỗ luôn mọi người. Nhìn của em cái áo này, thôi cái áo này chả nhẽ lại không bán nữa. Đẹp mê ly mọi người ạ. Cái áo này nói thật mọi người luôn, cái chất của nó nhìn của em này. Chia sẻ lên cho em đi ạ, 100.000 ba cái ạ. Nhớ em này, ôi. Chị Loan xin số điện thoại, chị Loan cho em không, cái áo này không bán đâu mọi người ơi. Đẹp lắm, trời ơi, bởi vì sao? Cái áo này bán tiếc lắm luôn đấy mọi người này. Cực kỳ xinh này, cái này trễ vai nhá, form trễ vai này. Xuất sắc luôn này. Không, cái áo này quyết định rồi, không bán. Bán tiếc lắm mọi người ạ. Thề luôn, bán cái nào tiếc cái đấy ý. Bởi vì là đứt ruột luôn, toàn form mình bán thôi. Đây bù lại cho mọi người một cái áo này rất xinh này. Đây bù cho mọi người luôn hai cái luôn này. Đây mọi người nhá, bù cho mọi người luôn này, 100.000 bốn cái cho em này. 104 cái chia sẻ lên cho em này. Cái áo đen này cũng đã đẹp rồi này. Đấy, 104 cái một áo đen cho em này. Một áo cúp ngực cho em này, có cúp này. Một cái áo Pikachu hàng Quảng Châu cho em nhá. Hàng đẹp hàng Quảng Châu cho em này. Mã 85 cho em này. Một chân váy ren cho em này.
Đẹp xuất sắc, combo này dưới 50 cân, 50 cân, 51 cân mặc ok cho em, dưới 51 cân mặc ok cho em này. 100.000 4 cái luôn, bù cho mọi người luôn này. Mã comment em mã 385 100.000 cho em nhá. 100.000 4 cái luôn ạ. À. Đẹp xuất sắc này, bù cho mọi người 2 cái luôn này. Mã 85 cho em nhớ chia sẻ lên nhá. Trời ơi, 85 cho em này. 100.000 cho em luôn này. Bán quá rẻ luôn, rẻ như cho, thật sự đấy. 85 này, chốt Ngọc Huyền này. Chân váy ren thêu nổi mọi người nhá. 85 Ngọc Huyền cho em này, xuất sắc luôn này. Đây, lên cho em nữa này. Đây này, chị nào thích cái form áo của em vừa rồi này. Em phải giữ một cái mặc đấy, cái form này rất đẹp. Thực sự luôn này, combo này hai cái, một chân váy một áo cho em này. Đẹp lắm, combo này 80 cho em này. Combo này rất đẹp, mọi người mặc rất hợp nhá. Mọi người tầm khoảng độ dưới combo này 50 cân đến 53 55 cân mặc cho em luôn. Áo này form mọi người mặc co giãn thoải mái nhá, 80.000 hai cái. Cái áo này không lấy hơi phí em thật, em phải lấy một cái để mặc. Mọi người hiểu là mã nó đẹp như nào luôn này. Cái này cho em này. Còn hai chiếc cho em thôi, nhanh tay thì còn ạ. Hai chiếc cho em 80 này. Trời đây, áo đẹp đây này, áo đẹp đây này vẫn còn mà tình yêu. Mã 8 mấy nhở, mã 86 cho em này. 86 cho em này, 80 này. Mã này không lấy hơi phí luôn. Linh Linh ơi, có thấy mã 86 cho em này. Một cái váy nhũ này, đây mọi người nhìn này. Hàng này có phải là mã ấy đâu ạ. Mọi người yên tâm đi, em toàn bán hàng đẹp cho mọi người thôi. Trời ơi, cái này là combo, ôi đẹp chưa này. Combo một bộ nhũ cho em này. Đây, đẹp lắm luôn này. Ôi dồi ôi, combo này cho em này, form dáng rộng cho em nhá. Tính là form dáng rộng này, nhũ này. Đẹp xuất sắc chưa? Áo này hàng cao cấp luôn này. 86 chốt cho em, ok Winnie Sunny của hàng này. Ok này. Mã 87 cho em này, đẹp xuất sắc. Bộ này 100, form dáng rộng từ 50. 50, mã này form dáng rộng nhá tình yêu ơi. 100 bộ, 100 nghìn cho em này. Cái quần này của nó cực kỳ thích luôn. Quần là nhũ cho em này, nhũ này viền này. Quần này chẳng nhẽ em giữ mặc, các tình yêu bộ này các tình yêu không lấy em giữ mặc luôn. Bộ này cao cấp luôn, 100.000 cho em này. Bộ này 100.000 cho em này, mã 50 cân nha, 50 cân trở lên mặc người cho em này. Bao nhiêu đấy? 87 cho em này, 100.000 bộ này rất cao cấp luôn. 87 cho em này. 87 cho em này. 87 cho em. Đợi mãi đủ đơn. Thủy Tít ơi, thông cảm nhá, bởi vì là lên mẫu 1 ý nên là ok, 86 Winnie Sunny có rồi tình yêu ơi. 87 cho em rất đẹp, 87 nhanh tay thì còn. Một bộ thể thao rất đẹp, trên 50 cân mọi người nhá. Nghe kỹ cân của em để đảm bảo quyền lợi của mọi người nhá. Không mua về, mọi người cứ rẻ xong mua về nó không mặc cái phí. Ok, Vũ Châu Lê có hàng này. Mã này đẹp lắm luôn, thực sự cái set này cao cấp. Em nói thật mà, em bảo cái nào đẹp, cao cấp là đẹp. Đây, lên cho em một mã áo len tặng đi này. Nói chung là cái len này thì em cũng không biết diễn tả như nào, nhưng mà chừng người comment hồi em len tặng đi ạ. Len này cổ nó đính như thế này nhá. Đây này, hai cái cổ nó như này, mọi người đính cổ cho em. Sau đó thì nói chung là tùy mã này, len này cũng rất đẹp này. Comment của em một mã tặng, chia sẻ cho em 10 lần nhé. Tình yêu là chia sẻ 10 lần nhanh nhất cho em này. Comment của em một mã len tặng cho em này. Một áo len tặng cho em nhé mọi người nhé. Một áo len tặng cho em ạ. Comment của em là Quỳnh tặng. Comment của em là Quỳnh tặng nhé. Comment của em là Quỳnh tặng này, rất xinh này. Comment của em là Quỳnh tặng cho em 10 lần nhé. Chia sẻ 10 lần giúp em này, Quỳnh tặng cho em này. Comment của em Quỳnh tặng này, chia sẻ giúp em 10 lần này. Quỳnh tặng cho em mọi người nhé. Quỳnh tặng cho em này. Rất đẹp luôn này. Comment của em là Quỳnh tặng cho em này. Quỳnh tặng cho em luôn ạ. Chia sẻ 10 lần giúp em này. Comment Quỳnh tặng này. Chị nào chia sẻ nhanh tay nhất và comment Quỳnh tặng nhanh tay nhất thì em sẽ ấy cho mọi người. Mọi người cứ tích cực chia sẻ đi, em sẽ không thiên vị ai hết. Ai mà comment của em là ừ, em ơi chị Winnie Sunny ơi, cái này rất đẹp, áo form cổ nhá. Comment của em là Quỳnh tặng, chia sẻ 10 lần ạ. Quỳnh tặng đã chia sẻ ạ. Cú pháp đúng cú pháp cho em nhá. Quỳnh tặng đã chia sẻ cho em 10 lần này, rất đẹp luôn này mọi người ơi. Cực kỳ xinh, yên tâm đi ạ, mua hàng thì em là không sợ. Ôi cái áo này còn sót này, áo này có 25.000 này, mình bán quá xuất sắc. Áo này có 25.000 cho em thôi mọi người nhá. Lô cho em cọc len bông tu ghi nữa anh. Đưa cho em hết bông tu ghi ở bên kia đi. Lô cho em cái đống ở bên kia đi cho nó gọn ấy. Ồ, nhưng mà bán hết đống đấy thì 25.000 cho em này. Đống đấy là đống nào? Đống kia kìa. Đây. Em điên à? Comment của em là Quỳnh tặng đã chia sẻ đây, em chụp cho mọi người nhá. 10 luôn này, ok này. Chốt cho em luôn này. Quỳnh tặng chia sẻ 10 lần này. Ok, Quỳnh tặng chia sẻ 10 lần, người đầu tiên comment là gấu bông luôn. Em không bao giờ thiên vị luôn này. Chị gấu bông này, không biết là gấu bông này gấu bông nào đây. Đúng rồi, gấu bông này. Chị gấu bông cho em này. Quỳnh tặng cho em này. Ok, một mã áo nữa này, 25.000 mã bao nhiêu đây ạ? Áo này rất là thích, em nghĩ chất của nó mọi người mặc mùa thu ok nhá. Áo này là hình kiểu như hình công chúa Bạch Tuyết ấy, mặc ở nhà cũng rất là xinh. Mã này 25.000 cho em này, còn sót một chiếc cho em này. 25.000 còn sót một chiếc cho em, mã bao nhiêu đây ạ? Ok, tình yêu có chốt tặng rồi nhá. Tình yêu ơi, mã bao nhiêu đây? Mã bao nhiêu đây, mã bao nhiêu đây ạ? Mã bao nhiêu đây, mã bao nhiêu đây? 88 cho em này. 88 cho em này, 88 cho em 25.000 ạ. 88 cho em 25.000 này. 88 cho em 25.000 này, combo này đứa nào xả đây quá là stupid luôn. 88 cho em 25.000 này. Trời ơi, combo này đẹp thế. Combo này siêu phê luôn này, cả hè cả thu này.
Chốt cho ai? Dương Nguyên. Ok, Dương Nguyên này. 88 đúng không? 89 cho em combo này 80.000 hai cái, yên tâm không thất vọng đâu ạ. Riêng một cái áo này cổ choker nó rất đẹp rồi ạ. Combo này ngồi tầm khoảng dưới 51 cân mặc đẹp cho em nhá. Dưới 51 cân mặc đẹp cho em này, combo hai áo, một cái áo len này, len gân này, hàng Quảng Châu này, chất rất đẹp luôn này, 80.000 hai cái, vừa bán vừa tặng nó chế luôn này. 80.000 hai cái luôn, nhanh tay thì còn combo này. 80.000 hai cái cho em này, rất đẹp này. Bao nhiêu đây? Mã 89 cho em này. 89 cho em là bao nhiêu nhỉ? Gấu bông luôn này. 80.000 này. 51 năm nay em thấy có một cái dạ đỏ nữa nhá. Chị gấu bông còn một cái dạ đỏ nữa hả? Đây, trời ơi đẹp lắm mọi người. Đây cái này là tím, tím là gì đây ạ? Váy hay là gì đây ạ? Ồ, một cái váy nhung rất xinh. Cái váy nhung này rất xinh mọi người nhá, tím cho em này. Vừa bán vừa tặng cho em combo này luôn này. Combo cả hai váy nhung, váy tím các thứ này kia mọi người có thể thắt lưng ở đây nhá. Cái combo này vừa bán vừa tặng cho em này, một cái áo khoác mọi người biết rồi này. Áo khoác này em còn sót đây. Khách nào bom đây ạ? Đây cái này áo khoác này còn sót cho em này, đẹp lắm luôn mọi người ạ. Đây. Mã này quay mẹ Trà My sao xả cái mã này đây. Rất đẹp này mọi người nhìn này. Cái combo này vừa bán cho em này, cả combo tím luôn nhá mọi người. Mặc cái váy tím xong mọi người khoác cái áo tím ở ngoài ạ. Tím của nó ren ạ. 101 cho em hai cái luôn ạ. Rất đẹp nhá. Cái dây tím này. Combo này tím cho em này, tím kẻ này. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn này. Combo này em mặc cho mọi người xem nhá. Combo cho em tím kẻ này rất xinh này. Đó mọi người nhìn không ạ? Cực kỳ sang luôn này. Cả một cái tím kẻ cho em rất sang luôn này. Tím kẻ duyền đỏ này mã bao nhiêu 90. Đây? Mã 90 cho em này, dưới 50 cân mặc ok nhá. 90 cho em này, 90 cho em này. 90 cho em này. 90 cho em này, Trần Chi ơi có thấy tình yêu nhá, mã 90 cho em, rất đẹp. Một combo 100.000 cho em. 90 cho em này, combo 100.000 một cái váy nhung tím, một cái áo khoác tím, một cái áo khoác bình thường đã bán 75.000 rồi. Thế ra cái váy nhung chín ra mã 90 cho em này. 89 em bán rồi. Đơn trước em chuyển khoản đi rồi phải không Quỳnh ơi? À đơn trước chị chuyển khoản. 90 cho em, 89 em đi rồi mà. Mã này 89 hay 90 đây? 90. Mã 90 cho em 100.000 này. 90 cho em này, đẹp lắm luôn này. Trời ơi có 100.000 không à? 90 cho em Ngọc Ngọc Bích này. Chắc chắn mua hàng chốt cho em tình yêu nhá. 90 chốt Ngọc Bích cho em này, hết cho em này. Chắc chắn mua hàng cho em mọi người ạ. Đừng có mua xong rồi bom, mọi người đặt một đống xong ấy. Mọi người bom ấy rất là khổ thân em luôn mọi người nhá. Chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em. Đừng mua cho vui miệng, đừng mua cho sướng miệng là khổ thân em lắm luôn đấy mọi người ạ. Đây. Còn sót cho em một cái áo này, còn sót này. Trời ơi sao còn sót cái áo này được ha. Đây lên cả áo và quần cho em luôn này. Một áo len, một quần cho em. Combo vừa bán được tặng cho nó thế này. Ôi dồi ôi, quần này siêu hot luôn đấy. Quần này em đã, ai đã mua cái quần này của em thì biết là chất cực kỳ hot này. Quần này là size S cho em mọi người nhá. Một quần một áo len cho em, nay bán cho em 101 luôn này. Combo này siêu hot luôn, size S cho em này. Quần size S, quần áo len thì free size cho em nhá. Rất đẹp, chính ra cái quần này mọi người mua chỉ có 30-40 nghìn thôi. Mà quần là quần Quảng Châu, form quần suông luôn đấy. Em không dám dở luôn bởi nói thật là quần suông này rất rất đẹp. Ai đã mua quần suông nhà em thì biết này, mã 91 đúng không? 9 vỗ này, 91 này. Ok này, 91 cho em dung mán này. Đẹp lắm luôn, size S nhá. 91 cho em này, bao nhiêu đây? 91 size S nhá mọi người, 91 này bao nhiêu đây? 91 dung mán này, 110 này. Chắc chắn chốt cho em mọi người nhá. Ok này, dung mán cho em hết này. Không còn sót áo này. Đây còn 2 chiếc xả nốt cho em lên này. Hai chiếc xả nốt len cho em này, rất đẹp luôn mọi người nhá. Hai chiếc xả nốt len cho em này. Cực kỳ phê luôn này, hai chiếc này này. Ôi màu xanh than mọi người đã biết rồi, rất là cao cấp luôn. Hàng này 65.000 cho em này. Nhanh tay thì còn màu xanh than là màu hot nhất luôn đấy ạ. 65.000 cho em này. Đây nhìn chất len này. Không bao giờ điêu luôn len mọi người mua nhà em, đảm bảo luôn này. Mã 92 cho em này. 92 cho em, 92 cho em. 92 cho em nhá. 92 cho em này, 65.000 này. 92 cho em này, 65.000 này. 92 cho em này, 65.000 cho em này. Nếu như các đơn mà tầm khoảng 6-7 chiếc trở lên là chuyển khoản cọc cho em nhá. Chắc chắn là chuyển khoản cọc cho em này. Có xả đơn đâu tình yêu ơi. Mã 92 cho em, 65.000 này. Hai cái màu này rất là hot, là len cực kỳ dày luôn. 92 Thùy Dương có hàng này. Thùy Dương cho em này. 92 cho em. Đơn Thanh Vũ nếu đi là phải chuyển khoản cọc nhá Thanh Vũ ơi. Bởi vì là đơn của em hơi nhiều mà lần đầu tiên mua hàng ấy. 92 cho em này. 92 cho em 60 mấy nghìn luôn. Ai? Dung mán có luôn này. Ok, 92 có dung mán luôn. Thủy Dung dung mán này. Hết cho em mã này. Đây. Chờ 65 nghìn thôi. Ủa combo đẹp thế. Combo cho em một chân váy này.
co giãn nhẹ mọi người nhá, nó không có co giãn nhẹ này. Riêng cái áo này em thấy nó rất là đắt rồi, combo này là combo set cho em này, vừa bán vừa tặng cho em 50.000 một set này luôn này. Combo này là với những tình yêu nào tầm khoảng cái chân váy này mọi người, tầm khoảng độ 48-49 cân mặc ok cho em này, 50.000 một set luôn này, hàng Quảng Châu nhá, áo Quảng Châu này, chất áo thêu luôn này. Chia sẻ lên cho em nhá, mọi người phải chia sẻ lên để em mới bán được cái giá này nhá mọi người ơi. Hôm nay em là ốm mệt nhưng mà em vẫn bán cho ok, dung màn 92 dung màn gộp rồi, 93 cho em 50.000 một set này, rất đẹp này. 93 cho em này, 50.000 một set này, rất xinh luôn ạ. 93 cho em này, 48 ok, Bích Ngọc có hàng ạ. Ok, Bích Ngọc cho em này. Ok, mã này hết cho em luôn này. 93 cho em, không nhớ bao tiền đâu. 93 là 50.000 thôi. Ôi dồi ôi, váy viết các thứ luôn này. Đây lên cho em combo này, vừa bán vừa tặng các thứ luôn này. Chân váy, chân viết các thứ luôn này. Đây cho em là một cái áo len, áo dáng len dáng suông nhá mọi người nha. Đây này, len này dáng suông, nó là len mỏng thôi mọi người nhá. Với cả một cái váy cho em nữa, váy này form rộng cho em này. Mọi người làm váy ngủ cho em, nói chung hai cái váy này cũng vừa bán vừa tặng cho em luôn, 50.000 hai cái này, rất đẹp này. 50.000 riêng cái áo len này mọi người mua ở ngoài được 50.000 rồi này. Nó là form dáng cổ để mọi người mặc với vest, mọi người mặc với áo nhá. Rất đẹp luôn đây này, em bấy cho mọi người xem này. 50.000 hai cái cho em luôn này, nhanh tay thì còn này, 50.000 hai cái cho em này, vừa bán vừa tặng cho em luôn. Nhớ hộ em là chia sẻ lên cho em mọi người ơi, mỗi người chỉ cần 1 đến 2 nút chia sẻ thôi. Mọi người chỉ cần chia sẻ mấy nhóm thôi. Mã bao nhiêu nhở? Bao nhiêu đấy? Chỉ mới 94 cho em này. 50.000 cho em này, rất đẹp luôn, váy này mọi người mặc nhá. Ai? Đan đúng không? Đan cho em hết mã này cho em này. 94 là có 50.000 thôi. Đây. Đan ôi giời ơi, cái váy này đẹp thế. Cái váy yếm này ai mà nhận được thì không ai chê một câu nào luôn này. Yếm này mọi người nhá, nói chung là nó là cái váy dáng yếm buộc dây này. Rất là đẹp này, váy dáng yếm buộc dây có dây cho mọi người này. Cái váy dáng yếm buộc dây cho mọi người này. Một cái áo như thế này luôn này. Đây, combo hai cái này cũng vừa bán vừa tặng cho em luôn này. 60.000 hai cái, một cái váy yếm buộc dây này, một cái váy buộc dây và một cái váy áo nâu trễ vai như này, rất đẹp luôn này. 60.000 hai cái luôn, vừa bán vừa tặng cho chế. 395 cho em này, cuối livestream rồi em vừa bán vừa tặng cho chế luôn. 95 cho em, nhanh tay của em này. Mã 95 cho em. Ok, 95 này, Lan Nguyễn Thị rất xinh này. Lan Nguyễn Thị này, anh ơi đưa cô cọc giúp cho em đây. Lan Nguyễn Thị cho em này, bao nhiêu đây? Lan Nguyễn Thị cho em là bao nhiêu nhỉ? 60.000 à, rẻ dã man luôn. Hôm nay livestream bán rất rẻ, đưa cọc tiếp, cọc hè cho em. Toàn mã hot này, toàn váy vớ thứ hot luôn này. Đây mọi người này, cái set này cũng may live stream bán tặng luôn cho em này, vừa bán vừa tặng, giá gọi là cực kỳ xinh luôn này. Nó là một cái dáng gọi gì nhở, nó là một cái dáng gọi là mùa hè mọi người nhá. Có nghĩa là cái này nó là dáng kiểu là đây ạ, hàng cũng là ok, em thấy chất của nó rất đẹp này. Một cái chân váy, một cái quần cho em, một cái short nó mặc ở nhà ấy, một cái short mặc ở nhà, một cái yếm như thế này, vừa bán vừa tặng cho em này, 29.000 một cái này, 29.000 một bộ luôn cho em này. Cái bộ này mọi người mặc ở nhà cho em nhá, cái áo dây này, cái áo dây này em thấy mặc rất xinh nhá, màu của nó rất xinh này, dáng dây crop top cho em, quần cặp cao cho em đây như thế này, một set này cho em này, 29.000 một set cho em, 29.000 mọi người mặc ở nhà cho em nhá, 29.000 một set cho em, còn 3 set này, 29.000 cho em một set mặc ở nhà cho em, bao nhiêu đây ạ? Mã 96 đúng không? Mã 96 này, mọi người mặc ở nhà cho em nhá, 96 cho em này, 29.000 cho em một set này, dán kẻ 96 cho em này, Winnie Sunny này, rất đẹp luôn ạ, 96 cho em này. 29.000 thôi, mã này lỗ luôn này. Một bộ này, hồng ngọc cho em có hàng này. 29 này, tiếp cho em nữa này. 29 cho em, trời ơi, toàn mã đẹp cho mọi người ơi. 96. À, 96 đấy. 29 cho em, 29 cho em. Yêu cây này. Đẹp quá, cái áo này đẹp quá. Ok, chị Duyên Nguyễn dồn đơn này. Đây lên tiếp cho em một combo đi ạ. Thực ra em thấy cái bộ cam này mặc rất đẹp nhá. Chị nào mặc bộ cam thì comment ngay bộ cam cho em này. Vừa bán vừa tặng các chế này. Bộ cam này chất rất đẹp luôn này. Chất rất đẹp này, bộ cam nhập cũng rất là cao mọi người nhá. Không hề rẻ đâu. Bộ cam này mọi người tầm khoảng 50 cân à 53 cân bằng ok cho em. 53 cân bằng bộ cam cho em, bán cho em bộ cam này là 55.000 một bộ này. Chất rất đẹp, mặc cực kỳ đẹp. Cái quần cam này em lấy về nhà mặc một bộ rồi ạ. Chất rất đẹp, mặc mọi người mặc như không mặc luôn. Mã này bán cho em là bao nhiêu rồi? Bao nhiêu đấy? 97 cho em này. 97 Trần Chi có hàng này. Bao nhiêu tiền đấy? 97 này. Trần Chi chốt ai đấy? Trần Chi với ai?
55.000 này. 2 người à? Ờ, 97 vịt bầu nữa này. Mọi người nghe kỹ cân nặng của em nhá. Đây lên cho em nữa này, eo cái set này á. 55.000 này. Ừ, ôi, áo đẹp chưa này. Một cái dăm xui hàng Quảng Châu màu da nhá mọi người. Được gần như là hàng Quảng Châu rất đẹp này. Một cái váy này, một cái váy. Ôi, cái váy này siêu phẩm luôn này. Combo một cái váy, một cái áo sơ mi bi cho em này. 100.000 hai cái, cái váy rất đẹp. Cái váy này mọi người mặc size cho em là cái váy này mọi người tầm khoảng độ dưới 51 cân mặc cho em. Cả combo này luôn. Ủa, áo sơ mi bi đẹp lắm luôn mọi người ạ. Chất rất là thích này, 100.000 hai cái, sơ mi bi em còn sót mấy cái mọi người ơi. 100.000 hai cái luôn, sơ mi bi này chất là đẹp, một cái váy màu be này, hàng Quảng Châu cho em nhá. Cực kỳ xinh này, có bo chun này, dưới 51 cân mặc ok cho em, mã 98 này. Mã 98 cho em chất siêu phê luôn. 98 Ngọc Huyền cho em này. Bao tiền? 98 Ngọc Huyền, 100.000 thôi. Đẹp quá, cái váy này chất rất đẹp này. 100.000 nó chất rất là mềm mịn nha mọi người. Ở đây là toàn combo hot thôi, toàn combo xịn thôi. Đây. Combo 3 áo cho em này, vừa bán vừa tặng các chế mọi người biết này. 3 áo ren cho em này. Một áo ren này cho em combo này ai mà nhận được thì quá may mắn luôn này. Một áo nhung cho em này, áo nhung em phải giữ lại mặc một cái, mọi người biết là áo nhung có chất rất đẹp, mặc mùa này vừa hợp lý luôn này, form dáng rộng nhá. 3 cái này luôn này, 3 cái này chốt cho em luôn này. Một nữa này. Đây. Cả cái áo cốm luôn cho em này, 3 cái áo này vừa bán vừa tặng cho em 100.000 ba cái luôn, kiểu áo cốm ấy chất rất mát nhá. Mặc cực kỳ nhẹ nhàng luôn này, một áo này cho em này, một áo này này và một áo ren cho em này, bao nhiêu đấy? Bao nhiêu đấy? 99 cho em này, chất rất đẹp luôn. 99 siêu đẹp luôn này, 100.000 ba cái luôn, mọi người mua về mọi người mặc chơi cũng được. Ok, 99 trang heo này. Áo nhung rất đẹp, bình thường mọi người mua cái áo nhung phải 150 rồi mà áo len thì rất xinh luôn này. 99 trang heo này. Thanh Vũ ơi, ở đâu đấy Thanh Vũ ơi? Bạn Thanh Vũ ở đâu đấy ạ? 99 này. Trang heo này, nếu bây giờ mà Thanh Vũ muốn chọn thì Thanh Vũ phải chuyển khoản cọc cho em nhá, bởi vì em không chốt khách sỉ trên này đâu ạ. Trang heo cho em này, 100.000 ba cái luôn này. Vừa bán vừa tặng các chế luôn đây, combo tiếp cho em này. Toàn combo đẹp thôi, trời ơi, set cho đây này. Set này quá xuất sắc mà tại sao bạn này bạn đỡ bom của mình, trời ơi. Cái set này, cái quần của nó rất đẹp này. Quần của nó siêu đẹp luôn đấy mọi người ạ. Set này size S cho em nhá mọi người nhá. Quần rất đẹp này, có set ở đây này. Cái áo của nó cũng rất đẹp, hàng Quảng Châu. Cái set này bán cho em 80.000 một set đi ạ. Form dáng rộng nhá, cái chiếc đồng áo này là hơi rộng nhẹ một xíu. 80.000 cho em một cái set này, thực sự cái quần này mọi người nhận thì chỉ có mê được 45 cân mặc đẹp cho em quần này nhá, nghe kỹ cân của em ạ. 45 cân mặc quần đẹp cho em, cái quần này ít khi em khen quần đẹp lắm bởi vì form quần này rất đẹp. 45 cân mặc vừa mã này cho em nhá. Mã 100 cho em này. 100 cho em này. Ơ ừ, có nói số cân mà. Bao nhiêu đấy? Đặng Nguyệt Heo cho em này, mã 100 này. 80.000 này. 80.000 này, ok Đặng Nguyệt Heo cho em này. Ok, chốt cho em Đặng Nguyệt Heo này. Hết cho em nhá mã này. Đây lên combo cũng vừa bán tặng cái combo này đây. Em nói thật mọi người luôn. Em nói thật là cái áo dây này lúc đầu em định giữ lại mặc đấy. Combo áo dây này ai mà nhận áo dây của em thì rất là đẹp luôn này. Cái chất áo dây mà ren này, hàng đẹp luôn cho em nhá mọi người nhá. Chất áo dây đẹp cho em luôn này, một cái chân váy cho em size L này. Đó, combo này cũng vừa bán vừa tặng cho em luôn, 100.000 ba cái cho em luôn này. Cái áo đỏ coi như em tặng cho mọi người kèm trong cái set này nhá. Áo đỏ này là size form dáng rộng để mọi người tặng cho các chị bầu nhá mọi người nhá. Cái áo này bầu này. Mọi người tặng cho em trong set này, em bán được 100.000 ba cái luôn. Cái áo dây này mà ai mà không lấy cái đẹp dây này, cái áo này là 50 trên 50 cân đổ xuống mặc đẹp cho em nhá. 101 là trên 50 cân đổ xuống mặc đẹp cho em này, cả ba cái cũng 100.000 này. Nói chung là em vừa bán vừa tặng cho mọi người toàn hàng Quảng Châu đẹp thôi, mọi người mua mọi người về mọi người mặc chơi cũng được. Tính ra là chưa đến 30.000 ở hơn 30.000 một tí kìa. Hơn 30.000 này, 101 cho em này rất đẹp này. 100.000 cho em này, 101 này. Ok Winnie Sunny này. 101 là 100.000 cho em này. Winnie Sunny này. Ok, chốt cho em xong combo này, vừa bán vừa tặng các chị thôi chứ còn á, thật ra mọi người á, em bán em có lời lãi gì đâu, cái này lỗ luôn. Ô, cái áo này còn sót cho em này, cái áo này combo còn sót màu rêu này, chị nào mà nhận được combo này chỉ có ưng trở lên thôi. Đây, cho mọi người xem này, cái mã này còn sót một chiếc cho em thôi mọi người ơi, màu rêu này, hôm qua mặc đi chơi xinh lắm mọi người ạ, à. Cái mã màu rêu này mọi người nhá, rất đẹp này, áo màu rêu cho em này, một màu rêu này. 80.000 hai cái cho em nhá, một cái này để cái nơ này mọi người thắt cho em ở giữa này. Thêm một trong em sơ mi bi này, đẹp lắm, 80.000 hai cái thôi. Mọi người biết cái áo này hôm qua đã bán gần 70 rồi đúng không? Ừ đúng rồi, cái bán này vừa gần 70 rồi. Coi như cái sơ mi này có mười mấy nghìn rồi này. Chốt quá nhanh luôn mà cái áo này hôm qua hot luôn, màu rêu nơ cho em này. 102 nhanh tay thì còn. 102 cho em nhanh tay thì còn nữa chế, 102 cho em này. 102 cho em, 102 cho em. 102 tóc ngắn ơi, có thấy tóc ngắn này, rất là đẹp. 102 cho em này. 102 cho em này mọi người nhá, cân nặng thì dưới 55 cân mặc ok. 102 cho em này, đẹp xuất sắc luôn này, 102 cho em 80.000 này, ok Phương Hà cho em này. Đẹp, cái xe này quá đẹp luôn, cái áo rêu rêu nơ kia này, 102 100.000, à 80.000 chứ nhở, 102 80.000 rồi.
tâm. Rồi đây này, áo nhũ, áo nhiếc, rồi váy viết các thứ nữa này. Rồi váy hàng Quảng Châu cho em này, bóc cho mọi người nhá. Ồ, cái set váy này đẹp thế. Cái set váy này siêu đẹp luôn đấy mọi người ạ. Hàng hãng cho em nhá, form dáng rộng cho em nhá. Set váy này ở bên trong rồi mặc cho em một cái váy, một cái lớp quần đùi hoặc cũng xinh này, mà không cũng được vậy thôi. Một cái áo nhũ này, combo này, một cái váy cho em này, form dáng rộng cho em mọi người nhá, và một cái áo kim sa cho em, cái tay kim sa màu hồng phấn rất đẹp này, combo vừa bán vừa tặng hai cái 80 cho em này. Nhanh tay thì còn hai cái 80 cho em này. Hai cái 80 cho em luôn, rất rẻ luôn này, hai cái này 80 này, ưu tiên mọi người trên 50 cân trở lên nhá. Trên 50 cân mặc ok cho em này, váy ren này, khỏi phải nói luôn này. 103 cho em 80.000 hai cái này. Đẹp quá. 103 cho em 80.000 hai cái này. 80.000 cho em này. 103 80.000 hai cái cho em này. Chất rất đẹp luôn, chất siêu phê các chế. 102 80.000, 103 cho em. Đặng Đào Bảo Linh có hàng. 103 là Đặng Đào Bảo Linh. 80.000 cho em ok hết mã này cho em nhá mọi người. Đây lên cho em nữa này. Hai cái chân váy này ai đã biết rồi này, trên 50 cân mặc ok cho em nhá. Cái chân váy này trên 50 cân mặc váy đẹp cho em này. Mỗi cái vừa bán vừa tặng cho em 35.000 một cái này. Chất rất đẹp, chân váy xốp. Mọi người nhớ mặc, nếu mà đã chân váy xốp thì mọi người phải mặc bên trong cho em quần váy nhá, bởi vì chân váy xốp là không có quần váy nhưng dáng của nó form xòe. Mặc với áo len rất đẹp luôn, 35.000 một cái cho em này. Chân váy xốp là 35.000 một cái cho em nhá. Còn sót hai cái thôi. Em bán về chân váy xốp là 100 cái rồi mọi người. 103 cho em à? Hay 104? 104 cho em 35.000 này. 104 35.000 mọi người nhá, nhanh tay giúp em này, em bán nốt tầm khoảng độ mấy giờ rồi nhỉ? Đấy, 104 cho em này, bán một tí nữa thôi. Ok này, ai Vũ Châu Lê cho em này. 104 Ngọc Huyền là hết này. 104 này, Vũ Châu Lê này. 35.000 cho em này. 104 Ngọc Huyền cho em này. Ok hết mã này cho em này. Rất xinh nhá mọi người nhá. Chị có gần đơn trước đi rồi này, combo cho em ba cái này luôn này. Ôi đẹp thế, combo này có một cái quần này. Cái quần này hôm nay ai mà nhận được cái quần này là một người may mắn, bởi vì cái quần này em bán không biết bao nhiêu chiếc rồi và chất rất đẹp. Cái quần này form cực kỳ đẹp, quần kẻ cho em này. Form dáng culotte cho em nhá, quần kẻ xẻ cho em này rất đẹp, 100.000 ba cái cho em luôn này. Đây. Cái quần này là một cái váy gấu này. Eo cái váy gấu ấy xuất sắc luôn đấy mọi người ạ. Đây. Cái combo này cho em thì mọi người tầm khoảng độ đây 3 cái 100.000 ba cái cho em này. Cả áo trắng này thì em nói thật em phối combo này là mọi người mặc được thoải mái luôn. Áo trắng mọi người mặc với quần cũng đẹp này, hàng hãng cho em nhá. Đây, áo trắng hàng hãng Quảng Châu đẹp cho em, không phải bảo em nói điêu này. 105. Áo trắng là hàng hãng này, đẹp rất xuất sắc luôn này. Đây, mọi người nhìn không? 105 cho em 100.000 ba cái này. Combo này mọi người tầm khoảng 48, 49 cân mặc ok cho em nhá. 48, 49 cân mặc combo này cho em này, 100.000 ba cái luôn. Đẹp lắm, nhanh tay thì còn nữa. Trời ơi, combo này 100.000 ba cái, 10 mấy đây? 105 cho em này. Nguyễn Phương Liên á. Nguyễn Phương Liên cho em này. Bao nhiêu nhỉ? 100.000 này. Combo quần với cả áo váy gấu rất xinh này. Lên cho em nữa đi ạ. Tiếp cho em nữa đi này. Ba cái màu trắng luôn này, dành cho chị nào thích màu trắng mộng mơ này. Một cái áo màu trắng nhá. Một cái áo này là một cái áo có kế đằng sau như này, rất là xinh này. Một áo này cho em này. Combo này cũng vừa bán vừa tặng cho em luôn. Đẹp lắm mọi người ạ. Cái áo này thì gọi là quá hot, từ dưới 50 cân mặc combo này, dưới 50 cân mặc đẹp cho em nhá. Cái áo này mặc rất sexy này. Mọi người mặc với quần ai mà đã nhận cái áo được của em với chất cực kỳ mê luôn, ba cái cho em luôn này. Dưới 50 cân cho em nhá, combo này vừa bán vừa tặng cho em 80.000 ba cái luôn này. Đẹp lắm mọi người. 80.000 ba cái cho em, combo này tầm khoảng 50 cân mặc là đẹp này. 50 cân mặc là đẹp cho em, combo này một cái váy này, 50 cân cho em này, ba cái màu trắng luôn, 80.000 ba cái, 50-51 cân mặc đẹp cho em combo này nhá. 106 à? 40 mấy đấy? 106. Ok, Đặng Đào Bảo Linh này. Mấy tiền nhỉ? 80.000 thôi. 80.000 cho em này. 80.000 cho em này. Hết combo này cho em này. Combo này cho em nữa này. Ủa cái áo tím mới đẹp thế mọi người ơi. Đây. Thực sự cái mã này là không phải là cái áo tím hay là quần tím người ta. Cái này nó có một cái thắt lưng rất xinh nhá mọi người nhá. Đây này. Cái quần này nó giống nhổ nhái. Năm nay em thấy cái quần kiểu mà có thắt lưng ấy rất là đẹp luôn ấy. Mặc nó kiểu như nó che bụng ấy. Đây này. Mọi người sẽ được có một cái thắt lưng như thế này. Combo này cũng vừa bán vừa tặng cho em này. 100.000 bốn cái cho em nhá. Đây. Cái thắt lưng này mọi người sẽ thắt ở đây nhá. Đây này. Nói chung là cái thắt lưng ở đây. Một cái quần màu tím này, một cái áo lụa này. Một cái quần màu trắng như thế này. Quần màu trắng thì mọi người combo này tầm khoảng 50 cân, 49 cân mặc ok cho em này. 49 cân mặc cho em một áo lụa này. Đây nữa này. Đây thêm cho mọi người nữa một cái chân váy nữa này. 49 cân mặc combo này cho em nhá. Cái chân váy thì đây đúng không? Đây mọi người nhìn này. Vừa luôn nhá. Đây. Size M luôn này. 49 cân mặc ok cho em combo này nhá. 49 cân này, 100.000 bốn cái luôn ấy. 100.000 bốn cái cho em luôn này, vừa bán vừa tặng cho em luôn này.
104 cái luôn, cả chân váy, cả áo, cái thứ này kia bao nhiêu đây? 107 cho em này. 49 cân mặc ok, 49 cân 107 này. Ai? Nguyễn Hải à? 107 chị Nguyễn Hải làm sao vừa được? Chị Nguyễn Hải mỏng mà. Chút Thúy Hồng ok này. 104 cái. Trời có 100.000 thôi các chế, 100.000 cho 4 cái luôn á, 100.000 cho em này. Gọi là em xả, gọi là xả, xả cực liệt luôn rồi, 100.000 4 cái, xả gọi là xả nát luôn này. Cái mã này cũng vừa bán còn tặng cho em này, xả cho em 100.000 cho em này. 100.000 3 cái cho em luôn này, xả rất rẻ, một cái áo khoác cho em này, một cái áo cho em nhá, áo hình đầu lâu này. Một cái váy ren này 100.000 3 cái, gọi là xả xả nát tươm mọi người ạ. Đây hàng toàn hàng new tác hết, chứ em cũng chẳng phải nói điêu mọi người làm gì đây. Toàn hàng tác new luôn này, không mọi người lại bảo em là này kia bán hàng này. Gần như cái mã này đây, cái mã này, cái mã này chắc đây, mã còn nguyên này. Cái váy ren này 100.000 3 cái cho em, trời ai nhanh tay thì được cái combo này rất stick này. Combo này mọi người cho em này. Ủa ôi cái này mặc đi ăn cưới thì gọi đừng hỏi luôn này. Một cái mã này nữa cho em. 100.000 3 cái cho em nữa này, xem thêm một cái áo nữa này. 100.000 3 cái thôi mọi người ơi, combo này rất xinh này. Rồi đã 100.000 combo này đi ạ. Nguyên tắc, hàng nguyên tắc mác nhá, không mọi người lại bảo em là điêu này. Ôi giời ơi, đẹp quá luôn. Đây cái này không phải là cái áo rồi. Rồi em lấy cái áo cho mọi người. Anh lấy hộp em đúng không? Đây cái áo. Đây 103 cái đây em lấy thêm một trong một cái áo. Đây cái áo này đi nhớ. Đây cái áo này luôn này. Cái áo này em đã giữ một cái để mặc này rất là hot luôn nhá. Hàng nguyên tắc mác này rất đẹp này. 100.000 3 cái này cho em. Đẹp lắm luôn. Cả váy ren mọi người mặc đi ăn cưới á. 100.000 3 cái. Váy này xinh nhau ơi. Cảm ơn mình nhiều. Mã bao nhiêu đây? 108 rồi. 108 à. Cao Thị Thắm cho em này. 108 cho em này. Anh nhận xem chẳng bứ nhận hàng chưa nhá. Cao Thị Thắm. Nhìn thấy sang rồi, 100.000 này. Ok. Lên cho em này. Đây, cái combo này cũng rất xinh nhá. Một cái áo của nó ở trước này, áo này form trắng rộng cho em nhá mọi người. Đây, em thấy cái áo này rất xinh nên em lấy về cho mọi người nhá, là dáng áo váy nhưng mà mọi người mặc ở nhà cũng xinh này. Có cái túi ở đây này rất đẹp này, combo này vừa bán vừa tặng cho em một cái váy này. Ủa cái váy này xinh lắm, em nói thật mọi người, chất rất là mát. Mọi mặc mùa thu cực kỳ xinh luôn này, cái cổ nó có cúc này. Combo này vừa bán vừa tặng cho em hai cái cho em 60 này. Quá rẻ luôn, một cái váy này rất đẹp. Màu đen phải gọi là màu siêu phẩm luôn này. Có chun nhá, mã váy này mọi người mặc cho em này, hai cái 60. Chia sẻ lên cho em hai cái 60 này, bán nốt cho em luôn này. Vừa bán vừa tặng, nhớ là chia sẻ không bằng một cái em nhập mọi người ạ. Rất là đắt. Trước khi em nhập mọi người biết lại, không bằng một cái váy em nhập, váy Quảng Châu nguyên tác mác luôn mà. Hai cái 60 10 mấy đấy. 109 cho em này, 60.000 này. 109 cho em 60.000 này. Ok, Lã Thị Lan Hương cho em này. Trời ơi không hiểu là cái váy này nó bị cái gì, vía gì mọi người giải vía cho em cái váy này nhá. Vừa bán vừa tặng cho em này. 58.000 cho em cái này nhá, là quá rẻ rồi mọi người ạ. Váy ren cho em này còn hai chiếc này. Váy ren dáng suông cho em mọi người nhá, dáng dáng dài cho em nhá. Váy này mọi người mặc đi tiệc rất xinh này. Dưới 51 cân mặc đẹp cho em mã này nhá. Giải vía cho em này, 58.000 cho em một cái váy ren hàng Quảng Châu này. Mã bao nhiêu đây? Váy này mọi người nhỏ nhỏ xinh xinh mà cũng đẹp nhá. Mã bao nhiêu? 110 cho em này. 110 cho em mọi người ơi, 110 cho em này. 110 cho em. Ok 109 này. 110 cho em, 110 cho em. 58.000 một cái váy ren thôi. 110 cho em này rất đẹp, trời ơi 110 cho em cái váy ren này còn bán, mọi người biết bán 99.000 đấy mọi người ơi. Dương Nguyên à, 110 này Dương Nguyên cho em này. Trời có 58.000, 58.000 cho em này. Ok này, chứng mini sunny cho em này. 110 cho em này. 110 chốt cho em này. Đấy trời ơi, trời tôi mua 80k đấy. Mini sunny này. Đó em mới bảo mà, trước em còn bán 100.000 thôi mọi người ơi. Lên cho em combo, hai cái combo váy này là form dáng rộng, mọi người mua về tặng nhá. Đều là form dáng maxi này, rất đẹp luôn này. Hai combo này vừa bán vừa tặng cho em này. Riêng một cái mã váy này mọi người mua về mọi người đã quá là hời rồi, bởi vì nó là dáng maxi này. Combo này 101 hai cái cho em này, rất là rẻ luôn. Em sale cho mọi người rẻ như một cái bát bún luôn này. Ai mà mua cái váy maxi rồi thì biết này, dành cho mọi người đem đi tặng này. 101 hai cái, trời ơi cái maxi này rất đẹp luôn. Nhanh lên cho em này, 111 ưu tiên các deal tầm khoảng 50-55 cân nhá cho em nhá. Đem đi tặng cũng xinh này. 111 cho em hai cái này không phải nói luôn. Hai cái này rất đẹp, rất đẹp luôn này. Đẹp luôn ấy, nó gọn người kinh chuẩn luôn, chị Vịt Bầu rất đẹp. 100 bao nhiêu? 111 cho em này. Vũ Châu Lê có hàng đâu, Vũ Châu Lê 110 mà, Vũ Châu Lê lấy 111 đó. 111 cho em này, rất đẹp, 111.000 luôn này. 110.000 luôn này, rất đẹp. 55kg vừa luôn. Dương Nguyên. Dương Nguyên cho em này, lấy chắc chắn nhá. Hai cái váy này thực sự là phải gọi là quá siêu phẩm luôn đấy mọi người ạ. Hai cái váy này phải gọi là quá siêu phẩm luôn, nó gọi là một trong những gọi là siêu phẩm của nhà em luôn mọi người. Anh cho làm sao có gì nó hết sạch rồi.
đằng sau có gì không để em bắn nốt. Anh lấy cho em mấy cọc kia đi, em bắn nốt một cọc kia này. Cọc ở kia kìa. Cái mã này ai chưa chốt được, vừa nãy chưa chốt được chốt cho em 58.000 cái áo nỉ này. 58.000 ok này, 58.000 cho em này. Cái này rất đẹp này, bán nốt hai cọc này nhá. 58.000 cho em. Ôi dồi ôi Tú ơi, sao làm sao thế hả Tú? Mã này 58.000 không xả đâu, bởi vì cái áo này rất là hot hit này. Áo nỉ cho em nỉ bông nhá, rất là xinh. 58.000 nỉ dáng váy nhá, mặc về váy hoặc là ấy rất xinh này. 110 mấy cho em đây? 112 112 cho em phải làm thế nào mới mua được hàng em vậy. 112 cho em 58.000 này. Chị xăng xanh Nguyễn ơi, có thấy tình yêu mà. 112 cho em này, 58.000 vừa nãy tình yêu nó chưa chốt được. Cái mã này chốt nhanh tay lên cho em. Phúc Phan ok, để em check trơn cho Phúc Phan nha tình yêu ơi. 118 ấy cho em này. Nhanh tay. Thoải mái cân luôn, bởi vì là cái mã này nó là form dáng free size mà nó là dáng váy mà. 58.000 mọi người nhá, rất là xinh này. 58.000 rất là xinh cho em luôn này. Rất rất là đẹp luôn này. Ok Lá Thị Lan Hương luôn này. Cái váy này cũng giải vía cho em luôn nhá. Ok này, Lá Thị Lan Hương luôn cho em này. Cái mã này cũng giải vía cho em luôn nhá các chế. Giải vía luôn cho em cái hàng nỉ này. Nỉ rất đẹp luôn mọi người nhá. Cái nỉ này cho em còn đúng 3 chiếc cuối cùng thôi. Hay là hết cho em hết chưa? Cái này còn đúng 3 chiếc cuối cùng cho em này. Rất đẹp luôn mọi người nhá. 3 chiếc cuối cùng cho em này. Anh ơi đưa cái Phương Sugar đây, xả luôn Phương Sugar đi. Không nói nhiều, đưa cái Phương Sugar đây. Đây. Gọi mãi không nghe máy ức. Đây mã này cho em này. Chưa biết được này. Mã này xả cho em luôn này. Vừa bán vừa tặng cho em này. 35.000 một cái. 35.000 một cái cho em. Đầu livestream em biết bán bao nhiêu tiền rồi. Mã này mọi người phải chia sẻ lên cho em xem bao nhiêu lượt chia sẻ. Máy điện thoại anh vứt đâu. Đây. Chia sẻ lên cho em 35.000 một cái, một cái nỉ dáng váy. Em nói thật mọi người mua ở nhà, mua chơi thôi cũng được. 35.000 cái nỉ này em mặc rồi nhá, chất rất đẹp luôn này. Nên là nhớ chia sẻ giúp em nha mọi người. Hôm nay mọi người chia sẻ với em hơi bị kém đấy mọi người. Ối trời ơi, không chia sẻ với em gì cả. 35.000 cho em mã bao nhiêu đây, 100 bao nhiêu đây. 35.000 một cái nỉ dáng váy, mọi người mua chơi cũng đẹp. Mọi người mua chơi cũng đẹp luôn đấy mọi người ạ. Ai? 113 á. Cái này là 113 đúng không? 113 cho em này, nhanh tay còn. 113 35.000 cho em này. Gấu bông có hàng này. Gấu bông cho em này. Trời ơi rất đẹp luôn này. 35.000 này. Ai? Mã mười mấy đây? 113 cho em này. Form dáng rộng nhá mọi người nhá. Nhi Vinh Kỳ này. 35.000 cho em này. Rất đẹp luôn ạ mọi người ơi. 113 siêu xinh luôn này. 113 Huyền Phạm này chắc chắn chốt hàng cho em nhá mọi người nhá. Bởi vì em xả rất là ấy rồi. Mai mọi người gọi lại tốt 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 thì mệt em lắm. Đây là em nói thật mọi người luôn. Vấn đề là như này này. Thực ra là cái hàng của em thì nói thật là mọi người mà không mua ấy, mọi người mà chọn đơn xong mọi người xả ấy, nó rơi vào tầm khoảng mỗi buổi livestream tầm khoảng 20-30 cái với em, nó không đáng là bao nhiêu cả. Thực sự bởi vì sao? Bởi vì hàng em còn rất nhiều mà cái vốn của em bỏ ra rất nhiều, 20-30 cái nó chỉ có vài trăm bạc thôi. Nó không đáng bao nhiêu, nhưng cái vấn đề là mình bị ức chế, mọi người không? Mình bị ức chế rất là nhiều. Mã 11 cho em 35.000 này. Chốt ai đấy? Phiền Phạm này, nó bị ức chế mọi người ạ. Moro bị phải gọi là 113 cho em này. Nó bị ức chế mọi người, nó bị siêu ức chế luôn. Bởi vì sao? Chốt mua xong không chốt đã nhắc như thế rồi mà mọi người vẫn không ấy cho em này. Lên cho em này, nỉ nước các thứ rồi, chốt cho em sắp xót hết rồi đây. Áo ba lỗ này. Và ba lỗ này cho em hôm nay duy nhất xả cho em ba lỗ này 10.000 cái nhá. Ba lỗ này rất đẹp, phải chọn ngẫu nhiên cho em ba lỗ nhá. Mà chọn ngẫu nhiên cho em ba lỗ này. Là 10.000 cái có mấy cái thôi. Ba lỗ chọn ngẫu nhiên cho em này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Có đúng 5 cái thôi, chọn ngẫu nhiên này, em không thiên vị ai hết này. Ba lỗ cho em comment của em là 114 đúng không? 114 nó lên mẫu đâu mà Thanh Vũ lên nhỉ? 114 cho em này, 10.000 này, comment của em 114 cho em này. Thanh Vũ ơi, nếu mà bạn muốn đi đơn phải cọc thẻ nha. Bạn là hơi sợ mình, em hơi sợ 114 này. Ngân hàng Nguyễn có hàng này. Ngân hàng Nguyễn cho em này. 10.000 này, ok này. 114 cho em này, Winnie Sunny này. Ê, anh chốt ai đầu tiên đấy. 10.000 này. 10.000 cho em, 114 này, ok này. 114 chốt cho em này. Chị Duyên Nguyễn cho em này. Duyên Nguyễn cho em này, áo ba lỗ cho em nhá. 10.000 này, chốt ấy cho em này. 114 chị Bích Ngọc có hàng này. Em chốt ngẫu nhiên nhá mọi người, Bích Ngọc cho em này. 10.000 này, trời ơi, mã này lỗ luôn đấy. 114 chốt cho em một chiếc cuối cùng này. 114 cho em chị Nguyễn Hải một chiếc thôi tình yêu ơi. Nguyễn Hải tình yêu chỉ có một chiếc thôi. Trời ơi, 10.000 luôn này. Ok, hết cho em mã này nhá. Còn một cái áo thun giấy nữa này, rất đẹp. Thun giấy này chị yêu là nhỏ nhỏ xinh xinh mặc đẹp cho em này, cũng 10.000 nốt luôn này. Mã này mọi người chia sẻ livestream cho em nhá. Áo nhũ rất là đẹp, chất cực kỳ mát luôn. Mã này mọi người mặc bên trong cho em, chị nào gầy mặc cũng càng xinh. Càng gầy mặc mã này càng xinh nhá, càng gầy mặc mã này càng xinh luôn này, rất đẹp luôn này.
cũng 10.000 nốt cho em, mọi người chia sẻ livestream cho em nha, xem bao giờ mình chia sẻ rồi này. Nhớ chia sẻ livestream cho em mọi người nhá. Mã này 10.000 nốt cho em. 10.000 nốt cho em này, rất đẹp ạ. 10.000 nốt cho em ạ. Cực kỳ xinh luôn. Nhanh tay chia sẻ cho em này, 10.000 này. Đẹp xuất sắc mọi người ạ. 10.000 cho em, 10.000 cho em này. Bao nhiêu là chia sẻ rồi các chế. Trời ơi mọi người ơi, trời ơi, được có 254 là chia sẻ mọi người. Chia sẻ lên cho em, chia sẻ lên cho em. Mã này 10.000 cho em này, mã một bao nhiêu đây ạ? 115, ok Melanie này. Mã này mặc với yếm rất xinh nhá, hết cho em mã này. Có 200 bao nhiêu là chia sẻ đâu các chế, chia sẻ mạnh tay lên cho em nó đi. Đây. Nào bán nốt mấy cái len hồng, len mông tô ghi cho em nữa này. Anh đưa cho em đúng một cọc mấy len mông tô ghi cho nó kìa. Có 2 cọc len mông tô ghi kìa anh kìa. Lên cho em len mông tô ghi nhá. Nốt len mông tô ghi là em nghỉ nhá, bởi vì len mông tô ghi mùa này bán quá hot luôn. Ai nhận len mông tô ghi rất đẹp này, hai cái này bán cho em này. Cái áo này chất rất thích luôn này, chất cực kỳ mềm mòn phấn cho em này. 35.000 một cái cho em. Nhanh tay thì còn, nhưng mà lại bán quá rẻ luôn này. 35.000 này, 116 cho em này. 116 cho em, không phải cọc này đâu anh. Cọc kia kìa, cái cọc ở cạnh cái áo phao ấy. 116 cho em 35.000, tính em là nhanh tay được này. Không, sang bên kia đi, sang bên kia, sang bên kia, tay phải. Tay phải đúng không anh? Đúng rồi. 116 cho em 35.000 này. 116 cho em này, em bán quá rẻ luôn này, ba bảo là xả nửa giá luôn. 116 cho em 35.000, hai mã này ai nhận được quá may mắn này, rất đẹp. 116 cho em này, thỏ nâu có hàng này. 116 chốt tiếp cho em này, 116 vest chip này. Bao tiền? Riêng mà len mông tui nhà em khách nhận thì chỉ có ông thôi. Bao tiền? Cái gì? 35.000 thôi, quá rẻ luôn này. Một cái áo này cho em 50.000 này, áo này chất rất đẹp, em thề mọi người luôn này. Áo này chất gọi là siêu siêu đẹp luôn mọi người ạ. Chất gọi là siêu siêu đẹp luôn, nhanh tay thì còn cho em này. 35 à, chất nhầm, mã này là mã bao nhiêu đây? 100 bao nhiêu đây? 50.000 cho em này. Đẹp lắm luôn, 117 cho em này. Rất rất đẹp luôn, 117 cho em này, 50.000 cho em này. 117 cho em này. Ai nhận được cái mã này quá xinh luôn, mặc cái chân váy rất đẹp này. Lên váy len, chân váy len cho em nhá. Tên 117 cho em. Hoàng Huyền chốt 117, đẹp lắm luôn ạ. Ba tiền 50. 50.000 luôn. Combo chân váy len cho em nhá, combo này quá hot hit luôn mọi người ơi, nhanh tay thì còn. Trời ơi, một cái mã Balenciaga combo này 100.000 cho em này. Một cái áo len Balenciaga mà chất đẹp luôn. Đợt này là đợt đầu tiên, không phải là cái đợt mỏng nhá. Cái mã này đợt này là đợt đầu luôn này. Một cái chân váy len cho em này, combo này ai nhận được thì chỉ có ưng trở lên thôi. Ai cũng mặc vừa luôn này. Chân váy len này, mã này dưới tầm khoảng dưới 55 cân mặc ok cho em luôn này. Đẹp lắm luôn, combo này mỗi mặc như này cho em. Sơ vi lên như này, này. Mất nấc luôn này. Cái gì? 118 cho em này, chân váy len cực kỳ dày dặn này, đẹp xuất sắc cho mọi người. Combo cho em này 118 cho em, dưới 50 cân mặc được, còn nó là chân váy len chun và áo cũng là phong thoải mái luôn này. Nhanh tay cho em này 100.000. 118 cho em 100.000 này, rất đẹp này. 100.000 cho em, nhanh tay thì còn, nhanh tay thì còn. 118 cho em, rất đẹp, combo chân váy len. Giang Thanh có hàng này. Giang Thanh cho em có hàng này. Ok, nhớ chắc chắn mua hàng giúp em nhá mọi người ơi. Nhớ chắc chắn mua hàng giúp em nhá. Đây, đây xem nó là nỉ hay là cái gì đây. Đẹp xuất sắc, ôi trời ôi, cái váy ren này. Váy ren này đẹp lắm luôn, em mua từ đợt đầu ấy. Chị nào nhận, ôi trời ôi, đẹp chưa này. Cái váy ren này chất của nó mềm nhá mọi người. Ren của nó là ren mềm ạ, ren không phải là ren cứng đâu ạ. Ren mềm cho em ạ, ôi đẹp quá này. Cái váy này chất rất đẹp này, ren mềm, nó là hàng cao cấp mọi người nhá. Hàng cao cấp ren mềm, mã này bán cho em là 70.000 một cái này. Mã này mọi người 50-55 cân mặc cho em nhá. Ren mềm cho em 70.000 một cái này, ren này cao cấp luôn. 50-55 cân cho em nhá, 119 nhá. 119 cho em này, mã 119 cho em này, 70.000 này. Mã 119 cho em 70.000 này, đẹp lắm luôn ạ. 119 cho em 70.000 này. Ai Trần Chi đúng không? Trần Chi cho em xinh lắm luôn ạ. Mấy giờ rồi các tình yêu ơi? Ok thôi dừng lại nhá anh nhá. Không là muộn quá. 100 mấy thôi này. Dừng lại cho em này. 119 cho em. Bao tiền? Chả nhớ đâu. À đâu, 119 cho em là bao nhiêu nhỉ? 70.000. Đây. Dừng lại cho em thì mọi người chia sẻ cho em, tặng cho mọi người một cái dáng quần Âu này rất xinh nhá. Tặng hôm nay tặng gọi là tặng, gọi là tặng không lãi bảo thỉnh lãi được một nồi lẩu, bây giờ ra không được một nồi lẩu luôn này. Cái quần này thì mọi người mặc cho em form dáng dáng nó là dáng suông như thế này, mọi người có thể sắn quần lên, em thấy cái form của nó rất là ok này. Comment cho em một mã tặng này, mã tặng cho em này. Mã tặng cho em thì mọi người tầm khoảng độ 48 49 cân mặc ok cho em, 48 49 50 cân cho em này. Một mã quần tặng cho em nhá. Thực ra cái form quần này để mà nói luôn là em thấy nó bình thường. Đấy, thế là thành ra là thôi em cái tặng cho các chế này, không bán thì cũng chả biết bán bao nhiêu. Thế là mọi người chia sẻ cho em này. Chia sẻ nhanh tay cho em này, lên 300 lượt chia sẻ, hơn 300 lượt chia sẻ thì em tặng luôn cho các chế này.
tặng luôn cho nó chế mã này cho em này, tặng luôn cho em này, em dừng clip nhá mọi người, dừng clip cho em này, tặng cho em luôn này, tặng cho em, đẹp lắm luôn mọi người ơi, tặng cho em này mọi người ơi, tặng cho em nhá, tặng cho em này, đẹp xuất sắc mọi người ạ, tặng cho em, comment tặng cho em này, tặng cực kỳ đẹp luôn, nhớ là chia sẻ lên 300 rồi chia sẻ cho em nhá, xem bao nhiêu rồi, tặng cho em này, xinh lắm luôn mọi người ạ, tặng rất là xinh luôn, tặng cho em mọi người ơi, tặng cho em, tặng cho em này. Ơ anh biết cô Dương Bạch Vũ không? Ok chị tặng gấu bông bảy, à, gấu bông của má tặng rồi, gấu bông của má tặng rồi mà gấu bông ơi, Giang Trà hôm nay của má tặng rồi, các tình yêu, gấu bông của má tặng rồi mà nhớ không? Ừ đúng rồi mọi người nha, gấu bông của má tặng rồi, chị gấu bông tình yêu ơi, tình yêu. Ai cô, anh biết cô đấy không? Ờ thế á? Ừ, em thấy comment vào bài nữa. Bài gì? Ok, sắp được rồi, mọi người nhớ chia sẻ livestream cho em nhá. Chia sẻ livestream cho em này. Comment vào bài của anh Hải luôn á. Ôi bây giờ hết mệt rồi đấy, vừa nãy kiểu như mình bị stress quá ấy. Mình nói nhanh quá, quạt nó lạnh ấy. Ừ ok, Thúy Hồng nhá, đơn mới được 3 cái. Ok, tặng Thư Lê này. Tặng em đi, ok, tặng luôn này, thỏa mãn nguyện vọng nhá. Chia sẻ cho em nhé mọi người ơi, lần sau sẽ công bằng hơn bởi vì lần này hơi đuối một tí. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Eo ơi Thảo Mai chưa? Eo ơi Thánh Thảo Mai là em đấy. Cảm ơn mọi người nhé. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Ngày cuối tuần vui vẻ bởi vì là mai thứ bảy chủ nhật thường là em sẽ live stream. Nhưng mà vì thứ bảy chủ nhật tuần này em đi Sapa với cả em đi lễ ông Hoàng Bảy. Mai nhá, em cho mọi người số đề ấy. Nếu mà em kiểu mọi người theo em, mọi người phải tất tay theo em ấy nhá. Xin chào mọi người rồi đấy. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người một buổi tối, một ngày thứ bảy và chủ nhật thật vui vẻ. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Bye mọi người.